lên ấy, thì cứ nắng của đấy là nó ngón tay của nó nắng rồi đúng không? Nhưng có sao mà chỉ chỗ này giật một phát rất là. Chị bảy mươi hai, em tên chị, chủ điểm sinh hoạt xã hôm nay. Chị Mai Minh Anh nào? Em thưa chị, rửa tay bằng xà phòng sẽ giúp chúng ta phòng tránh được bệnh sởi à? Đúng rồi đấy. Chị Mai Quang, em thưa chị, rửa tay bằng xà phòng còn giúp chúng ta phòng tránh được bệnh run sáng ra. Chị Mai ý kiến của Hoàng nào? Thưa chị, rửa tay bằng xà phòng sẽ giúp chúng ta phòng tránh được dịch bệnh chân tay miệng à? Thế còn ý kiến của Hân? Em thưa chị, rửa tay bằng xà phòng còn phòng tránh được cả bệnh tiêu chảy nữa chị ạ. Ồ, các em của chị giỏi quá. Các em hãy thưởng cho các bạn một tràng pháo tay nào. Các em ạ, vệ sinh đôi bàn tay của mình thường xuyên với xà phòng không chỉ bảo vệ sức khỏe cho cá nhân mình mà còn phòng tránh lây lan các loại bệnh tật cho các bạn và mọi người xung quanh nữa đấy. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chúng ta còn cần làm gì nữa nào? Chị Mai Hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.